Tại bò tư chiến nay ngày 3 tháng 1 năm 2021. Bò về trại gồm có OB Pháp Kem. Bò về trại rất đông. Một đồng bò ba OB Pháp Kem rất là nhiều. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại bò xem cùng tham khảo ấy. Thấy chuộng chốt và cặp bò của béo thì trại bò mình có xe nhà giao tận nơi. Quay tổng thể hết cho anh em xem từ phần cần đầu nguyên vai sang lưng bắn đùi ha. Để tổng thể hết nguyên hình. Đây con này cọp cái bao bê này bò lỡ đó, nuôi chất lượng thịt nó đạt như là bò bê với Pháp Kem như nhau ấy. Đòn rất là dài xương to, con số 14 bò bê cọp, con số 1 bò bê bông, con số 4 là bò bê đen, số 29 là ba bê, số 25 con số 27 con số 5 có hành khách bằng bò cái gửi xa thấy một chút không có thời gian đến tại xem á, nếu mà không có thời gian được chuyện đi thì chốt giá xong mình chở ra cũng được. Hoặc mình quay alo trực tiếp luôn để cho anh em chốt á, mình báo giá công khai mỗi một con, một sạch quốc sơn trên bản đồ mỗi một con có số thứ tự riêng, nên chuộng chốt con nào thì mình báo giá công khai cho anh em biết luôn. Con số 33, con số 2, con số 09, đùi chà bè, con số 09 đứt dây chà bè luôn. Hai con này không sừng nha. Con số 3, con số 9 là hai bọc hấp, hai con này tương tự như nhau rất đều, xương to đòn dài. Mình đã tuyển chọn rồi những con mẹ lớn hình như này mà đặt rất là đau. Rất là đều, xương to đòn dài là lưng đít chà bè là hình thẳng băng. Con số 3, con số 9 là bằng đồng chẳng nhau. Hai bò lỡ lứa. Con số 09 là bò bê cơ bắp. 09 là cơ bắp rồi, đít dài chà bè. Cái vai nó hở rất là hở ha, đùi nó sâu dắt sâu rất là to, anh em nhìn thấy bản đùi là mình nhìn biết là bò sáu múi cơ bắp ha. Không chính là bò cơ bắp. Con số 2. Con số 33. Bò pháp, bò lam lam. Con số 18. Số 6 là bò pháp. Con số 28. Con số 5. Con số 27. Địa chỉ trại là Hương Lộ 19, xã Nhận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, thành phố Vũng Tàu. Mình đến tỉnh Bến Tre. Để cho bác anh chị ở gần xa đến đây bò xem cùng tham khảo ha. Thì tính nuôi bò thì chốt vài cặp bò bổ béo mình cho xe nhà giao tận nơi. Tại bò mình lúc nào tình thuộc cũng có xe, nhưng mà có xe thì giao cho khách. Con này con số 09 là bò cơ bắp. Con số 6. Con này đã tả lợi rồi. Cũng như là nó bắt pháp bà lớn nhỏ hơn. Nhỏ hơn này đó. Trời mà chịu bắt giận con bê cái nó chịu quá. Rồi. Về cự hay dầm cự lỗ. Đỡ lại. Trời bảo bê pháp. Nó ngang nhỏ nhau đây. Bà pháp gì đây, bà đây là thịt nó ngang nhau chứ không con nào hơn nào hết. Mình nuôi có mười mấy mười tháng bán rồi, nó lên thịt đầy thịt bán.